Trước sự việc trên, mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin, hình ảnh của trẻ em tại tỉnh Thất Bồng Lai. Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Theo Cục Trẻ Em, việc đăng tải chia sẻ các thông tin hình ảnh tên tuổi của các em nhỏ tại tỉnh Thất Bồng Lai trên mạng xã hội Facebook là vi phạm đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật đời sống cá nhân của trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Cục Trẻ Em đề nghị Cục An toàn Thông tin có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của luật trẻ em và các nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Theo lãnh đạo Cục Trẻ Em, các em là nạn nhân và cần được bảo vệ. Việc chia sẻ hình ảnh tràn lan đi kèm thông tin chưa được kiểm chứng có thể khiến các em bị tổn thương. Đặc biệt những hình ảnh trên khi đưa lên mạng thì nhiều năm sau vẫn có thể bị đào bới lại, khiến các em bị ảnh hưởng tương lai, đời sống riêng tư. Ông Đặng Hoa Nam yêu cầu phải gỡ bỏ và dừng việc tiết lộ những thông tin liên quan tới đời sống cá nhân của trẻ em ở đây. Cục Trẻ Em cũng kêu gọi cộng đồng, người dùng mạng xã hội ngừng chia sẻ thông tin chi tiết, hình ảnh rõ mặt, tên tuổi để giữ bí mật đời tư cho các em trong vụ tỉnh Thất Bồng Lai nói riêng và các vụ xâm hại bạo hành trẻ em nói chung. Theo quy định pháp luật, việc tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ từ 7 tuổi trở lên hoặc cha mẹ người giám hộ cũng là hành vi nghiêm cấm, vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em, có thể bị xử phạt hành chính đến 30 triệu đồng và bị buộc thu hồi gỡ bỏ.